Alo, em Ngọc Vũ, chào thưa anh chị. Như hôm vừa rồi em có lấy một cặp Kia Morning 2008 thì đây là một chiếc xe nữa em muốn gửi đến chị. Giữa hai chiếc và có thể nói là hai phiên bản nó khá là khác nhau. Chiếc xe này cũng là một chiếc xe số tự động và trước giờ có thể nói là nhiều anh chị rất là lầm lẫn ở trong cái dòng xe này cho anh chị. Như chiếc hôm vừa rồi em có quay video trước cho anh chị thì nó là một chiếc xe đều có như là túi khí nè, ABS nè, cảm biến lùi nè, rồi có thêm bolo ba la và chi tiết nữa như là sưởi ghế đó, như là chi tiết như sưởi ghế, sấy ghế. Nhưng mà ở trên phiên bản này cũng là một chiếc xe sản xuất năm 2008 nhưng nó lại là bản thiếu. Nhưng mà cái quái nào nó lại là số tự động được ta, cho nên lỡ rồi làm luôn một cặp luôn. Nhưng mà em nhớ không lầm là ở khu vực Lâm Đồng anh Trần anh đang có một chiếc xe cũng y chang phiên bản màu cam này, y chang chiếc màu cam này luôn nha anh chị nha, đang bấm bán đâu đó là 100 em nhớ không lầm là 180 triệu hay là 175 triệu á. Thì chiếc xe ngày hôm nay em gửi đến anh chị thì cũng loanh quanh ra đó thôi. Nhưng chiếc xe này em cam kết trực tiếp trên giấy tờ mua bán, xe không cấn đục, không ngập nước, không thủy kích, cũng như là em đã lên cho anh chị một cái màn hình cực mới luôn ở trên này. Chiếc xe này thì em đang lên cho anh chị một cái màn hình 12 inch đó của Lifon, có thích hợp như là sim 4G nè, rồi ba lô ba la như là cảm biến về cái phần như là contamet nè. Và bên trên này thì em cũng lên một cái màn hình y chang như chiếc màu xanh luôn. Và cái xe supercar màu xanh xanh là em đang đậu ở bên đường kia nha anh chị nha. Phiên bản nó khác nhau thì em sẽ chỉ luôn cho anh chị những cái chi tiết mà nó khác giữa hai chiếc xe đều sản xuất năm 2008 nhưng nó khác nhau nhiều lắm. Điều đầu tiên, chiếc xe này cũng y chang chiếc trước, tình trạng keo chỉ của những chiếc xe em lấy về thì bảo đảm với anh chị là sẽ không mất của anh chị một phần nào hết đó, không mất nha đó. Và cam kết cho anh chị là phần sùng chỉ đinh 100%, xe không cấn đục, không ngập nước, không thủy kích, không lỗi đi. Chi tiết thứ hai mà em gửi đến cho anh chị là những cái đường vân dập ở trên phần cánh cửa cũng như tình trạng xi lông đó. Và ở trên phiên bản này chúng ta sẽ sử dụng đó là dàn vỏ mắt xích mới lên luôn, muốn cái vỏ mới luôn, nhưng mâm là mâm 14 inch. Và chiếc màu xanh hôm bữa em gửi đến chị nó là một cái mâm 15 inch lớn hơn, cũng sử dụng đó là thắng đế trước và thắng tân chống đằng sau nha anh chị nha. Về phần thắng y chang nhau. Chiếc xe này đang mang vỏ đó là 165, 60, 14. Còn chiếc xe của em là hình như đâu đó là 18 mấy. Nhưng mà nói chung đại loại là sử dụng 15 inch. Chi tiết giống nhau tiếp theo đó là hai đời đều thích hợp xi nhan trên kính chiếu hậu, cũng trên kính chiếu hậu luôn. Và chiếc xe này thì cũng đã được lên phim rồi, lên full màn hình rồi, cam gia cũng có rồi. Và chi tiết đăng kiểm thì kéo dài đến tháng 2 năm 2022. Về phần cụm đèn cũng như độ hở của cản, chất xe liền lạc nha anh chị nha. Cụm đèn đang còn rất là sáng luôn. Đó. Mặt ga lăng. Về phần mặt ga lăng hai chiếc y chang nhau, giống nhau y đúc luôn, y khung luôn. Đó. Phiên bản này thì đang được sử dụng đó là phần cụm đèn trợ sáng halogen, chiếu sáng halogen. Và phần đèn cản cũng là halogen luôn. Còn chiếc xe trước thì em đã lên bi cầu cho chiếc xe đó rồi, cho nên là đã được nâng cấp khá là nhiều. Trụ A hai chiếc đều nuột như nhau. Chiếc xe này sơn rinh, ép khung cho anh chị vào trực tiếp coi xe là 80% anh lên. Nếu mà dưới thì em tặng xe luôn. Nếu mà dưới em tặng xe luôn nha. Còn về phần nội thất thì chiếc xe này cũng đã được em lên khá là nhiều thứ rồi, cũng như là em đã vệ sinh tất tần tật tần tật tần tật cho anh chị rồi nha. Ở đằng sau này chúng ta sẽ có một cái tấm cũng y chang cái chiếc xe màu xanh của em đó này. Đó, chiếc xe màu xanh thì em đang đi nha. Đó, và tình trạng như là bon hàng nè,
những cái phần chi tiết như bon hàng và cửa nẻo là chiếc xe này cũng y chang chiếc trước, chúng ta chưa có bị mở cốp bất kỳ nha. Và đóng cốp thì xe này đóng nó cũng rất là nhẹ nhàng, và chúng ta sẽ có luôn cả camera lùi ở trên này, đồng thời nó sẽ có hành trình luôn nha. Cái phần camera này nó sẽ có hành trình luôn. Đang mang biển số đó là 40971 biển Lâm Đồng, và tình trạng nội thất đang rất là tốt đó. Bây giờ em nghĩ là mình lên đi vào trong để coi về cái phần nội thất của xe này so với chiếc màu xanh đó nó sẽ thiếu cái gì. Ở bên trên phần vô lăng thì so với chiếc 208 trước mà em quay cho anh chị thì ở trên phiên bản này cũng là số tự động nha anh chị nha. Cái cần số thì vẫn là số tự động, máy vẫn là 4 máy, nhưng mà phiên bản này chúng ta bị cut option. Cut option ở chỗ là trên này chúng ta không có túi khí đó. Và phần cut option thứ hai ở trên phiên bản này thì chúng ta bị cut thêm hai cái nút xoay ghế và một cái nút xoay kính đó. Hai cái nút xoay ghế này, một cái nút xoay kính này, đèn cản chúng ta có này, thì ở trên phiên bản này chúng ta không có. Phần bóng đèn thì trên màn hình táp lô của chiếc xe này chúng ta bị cắt thêm một cái option nữa, đó là ABS. Phiên bản này chúng ta không có ABS, nhưng chúng ta vẫn có EPS nha anh chị nha, vẫn có EPS trợ lực đồng hàng để nổ. Chiếc xe này đang sử dụng đó là 99.420 cây số, gần 100.000 cây. Tình trạng vô lăng thì chiếc xe này có vẻ là đang còn rất là đẹp đó. Với mức giá mà chiếc xe này em gửi đến chị, mức giá bán chiếc xe này thì xin gửi anh chị trên khắp mọi miền, mức giá em bán cao hơn anh Trần Anh tầm khoảng 8 triệu. Anh Trần Anh đang bán một cái xe cũng đời y chang em luôn, mức giá bán đang là 175 triệu, thì anh chị cộng vào cho em thêm 8 triệu nữa, tại vì em đã lên thêm đó là màn hình nè, ví dụ cái màn hình này và cái màn hành trình này nha đó. Còn chất lượng xe thì anh chị có thể coi hiện tại bây giờ ở Bảo Lộc đang có 3 chiếc nha anh chị nha. Toàn Bảo Lộc đang có 3 chiếc Morning đời 2008, bao gồm em đang có 2 chiếc, một bản đủ và một bản thiếu, và anh Trần Anh đang có một chiếc xe bản thiếu cũng số tự động như nhau nha anh chị nha. Và ngày hôm nay thì em có về thêm một chiếc Innova, xin lỗi anh chị, một chiếc Morning nữa đời 2010, cũng số tự động luôn, với mức giá bán bật mí anh chị nó rơi vào tầm khoảng xem loanh quanh 230 triệu. Tình trạng máy nè, máy thì hai chiếc y chang nhau nha, rất là nhẹ, cũng sử dụng trang bị trên này 1, 2, 3, 4 con web full nè, và thêm nữa là phần cabo sơn rinh đó. Và thì cái phiên bản này nó là phiên bản Việt Nam nha anh chị nha. Về hình dáng, kích thước nó không khác gì nhau cả, nó chỉ khác nhau về một là chất liệu, hai là option đó. Giữa xe nhập và xe Việt Nam nó chỉ khác nhau mỗi vậy thôi đó. Với xe này được lắp ráp tại Việt Nam, nhưng hơn hết anh chị có thể coi vào chi tiết chỗ này cho em. Hộp số xe này nguyên zin, nguyên bản, chưa rớt nha anh chị nha. Hộp số còn nguyên, keo đỏ còn nè. Đó. Riêng phần hộp số là chúng ta chưa có sợ là bị rớt máy, và tình trạng máy của chiếc xe này cũng là máy rinh nha anh chị nha. Chưa rớt máy và vận hành rất là đều. Còn máy thì rất là tròn tua nha. Máy nó cực kỳ tròn tua luôn. Và khi nổ nó rất là êm, nó không có bị rung lắc gì nha anh chị nha. Cũng như là đóng capo nè, cực kỳ nhẹ nhàng luôn. Đó, cực kỳ nhẹ nhàng luôn nha. Và nếu anh chị nào thích chiếc xe này, hãy gọi cho em một số điện thoại, đó là 0976124949. Anh chị có thể coi xe trực tiếp, hoặc anh chị có thể chốt trực tiếp với mức giá bán 175 triệu, cộng với 8 triệu màn hình, và cũng khá là ok nha anh chị nha. Khá là ok luôn. Với mức giá mà mình đã lên được hành trình trước sau nè, một màn hình 12 inch nữa, thì em nghĩ nó cũng không phải là mắc. Và em xin thay mặt cho toàn thể anh em làm ô tô, hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo của em. Và hãy nhớ đăng ký kênh để cập nhật những xe mới nhất
lại kênh YouTube bên em nha anh chị nha. Bye bye.